Chào mừng các bạn trở lại với xe di luyện thi tổ ích và học từ Tiếp tục với phần reading part 5. Mình điều chỉnh lại cách học. Các bạn xem có dễ học hơn không và cho ý kiến giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn. Luyện thi tổ ích, bài 47. Phần 1. Giải bài part 5. Câu 96. Bạn có 20 giây làm bài. đáp án là d Effectively. một cách hiệu quả các khóa học trực tuyến của avb education giúp người dùng nắm vững nhiều kỹ năng máy tính hiệu quả hơn các phương pháp học tập khác một số từ vựng dùng trong bài education education sự giáo dục đào tạo online online trực tuyến course course khóa học user user người dùng master master thành thạo làm chủ computer, computer. Máy tính. Skill, skill. Kỹ năng. Method, method. Phương pháp. Nearly, nearly. Gần như. Lightly, lightly. Một cách nhẹ nhàng. Previously, previously. Trước đây. Effectively, effectively. Một cách hiệu quả. Trong đó từ mới là. Master, master. Thành thạo, làm chủ. Master, master. Thành thạo, làm chủ skill skill kỹ năng skill skill kỹ năng method method phương pháp method method phương pháp nearly nearly gần như nearly nearly gần như lightly lightly một cách nhẹ nhàng lightly lightly một cách nhẹ nhàng previously previously trước đây previously previously trước đây câu 97 20 giây làm bài bắt đầu Đáp án là C. Presence. Sự có mặt. Sự hiện diện của một số người nổi tiếng tại bảo tàng Sasaki đã thu hút người dân địa phương đến chụp ảnh. Một số từ vựng dùng trong bài. Celebrity, celebrity. Người nổi tiếng. Museum, museum. Nhà bảo tàng. Attract, attract. Thu hút, hấp dẫn. Local, local. Địa phương. Resident, resident. Cư dân. Seek, seek. Tìm kiếm. Photograph. Photograph. Bức ảnh. Presenter. Presenter. Người trình bày. Presence. Presence. Sự có mặt. Presentable. Presentable. Chỉnh tề. Có thể trình bày. Trong đó từ mới là. Celebrity. Celebrity. Người nổi tiếng. Celebrity. Celebrity. Người nổi tiếng. Resident. Resident. Cư dân. Resident. Resident. Cư dân. Seek. Seek. Tìm kiếm. Seek. Seek. Tìm kiếm. Presenter. presenter người trình bày presenter presenter người trình bày presence presence sự có mặt presence presence sự có mặt presentable presentable chỉnh tề có thể trình bày presentable presentable chỉnh tề có thể trình bày câu 98 mời các bạn làm bài đáp án là a approve chấp nhận phê duyệt ủy ban đã nhiệt tình phê duyệt đơn xin trợ cấp của công ty dạp hát vì nó khuyến khích sự tham gia của cộng đồng một số từ vựng dùng trong bài committee committee ủy ban enthusiastically enthusiastically một cách nhiệt tình theater theater nhà hát grant grant ban cho trợ cấp application application đơn phần mềm ứng dụng encourage encourage khuyến khích community community cộng đồng participation participation sự tham gia approve approve chấp nhận phê duyệt cause cause gây ra nguyên nhân affect affect ảnh hưởng tác động practice practice thực hành trong đó từ mới là committee committee ủy ban committee committee ủy ban Enthusiastically, enthusiastically một cách nhiệt tình. Enthusiastically, enthusiastically một cách nhiệt tình. Community, community cộng đồng. Community, community cộng đồng. Participation, participation sự tham gia. Participation, participation sự tham gia. Cause, cause gây ra Cause, cause gây ra nguyên nhân. Effect, effect. ảnh hưởng, tác động affect affect ảnh hưởng, tác động practice practice thực hành practice practice thực hành Câu 99, 20 giây làm bài, bắt đầu Đáp án là d. Precisely, một cách chính xác, đúng. Ông Ibrahim nói với đội ngũ quản lý rằng, việc chuẩn bị cho đại hội cổ đông thường niên đang diễn ra đúng như kế hoạch. Một số từ vựng dùng trong bài. Preparation, preparation. Việc chuẩn bị. Annual, annual. Hàng năm. Shareholder, shareholder. Cổ đông. As planned, as planned. Như đã lên kế hoạch. Preciseness, preciseness. Tính chính xác. Precise. Precise. Chính xác, tỉ mỉ. Precision. Precision. Sự chính xác. Precisely. Precisely. Một cách chính xác, đúng. Trong đó từ mới là Shareholder. Shareholder. Cổ đông. Shareholder. Shareholder. Cổ đông. Preciseness. Preciseness. Tính chính xác. Preciseness. Preciseness. Tính chính xác. Precise. Precise. Chính xác, tỉ mỉ. Precise. 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 Chính xác, tỉ mỉ precision precision sự chính xác precision precision sự chính xác precisely precisely một cách chính xác đúng precisely precisely một cách chính xác đúng câu một trăm bạn có hai mươi giây làm bài Đáp án là D. Of. Chi phí vận chuyển của Azizago thay đổi tùy theo điểm đến và trọng lượng của gói hàng. Một số từ vựng dùng trong bài. Ship. Ship. Vận chuyển. Tàu biển. Cost. Cost. Giá. Chi phí. Very. Very. Biến đổi. Base. Base. Cơ sở. Gốc. Dựa trên. Upon. Upon. Trên. Ở trên. Destination. Destination. Nơi đến weight, weight. Trọng lượng, quả cân, quả tạ. Package, package. Đóng gói, gói hàng. Between, between. Ở giữa. Trong đó từ mới là very, very. Biến đổi. Very, very. Biến đổi. Upon, upon. Trên, ở trên. Upon, upon. Trên, ở trên. Destination, destination. Nơi đến. Destination, destination. Nơi đến package package Đóng gói, gói hàng. package package Đóng gói, gói hàng. between between Ở giữa. between between Ở giữa. Phần 2, danh sách từ mới. master master Thành thạo, làm chủ. master master Thành thạo, làm chủ. skill skill Kỹ năng. skill skill Kỹ năng. method method phương pháp method method phương pháp nearly nearly gần như nearly nearly gần như. lightly lightly một cách nhẹ nhàng lightly lightly một cách nhẹ nhàng. previously previously trước đây previously previously trước đây celebrity celebrity người nổi tiếng celebrity celebrity người nổi tiếng resident resident cư dân resident resident cư dân seek seek tìm kiếm seek seek tìm kiếm presence presence sự có mặt presence presence sự có mặt presenter presenter người trình bày presenter presenter người trình bày presentable presentable chỉnh tề, có thể trình bày presentable presentable chỉnh tề, có thể trình bày committee committee ủy ban committee committee ủy ban enthusiastically enthusiastically một cách nhiệt tình enthusiastically enthusiastically một cách nhiệt tình. community community cộng đồng community, community. cộng đồng. participation participation sự tham gia. participation participation sự cause cause gây ra cause cause gây ra nguyên affect affect ảnh hưởng tác động affect affect ảnh hưởng tác động practice practice thực hành practice practice thực hành shareholder shareholder cổ đông shareholder shareholder cổ đông precise precise chính xác tỉ mỉ precise precise chính xác tỉ mỉ preciseness preciseness Thing chính xác preciseness preciseness Thing chính xác precision precision sự chính xác precision precision sự chính xác precisely precisely một cách chính xác đúng precisely precisely một cách chính xác đúng very very biến đổi very very biến đổi upon upon trên ở trên upon upon trên ở trên destination destination nơi đến destination destination nơi đến package package Đóng gói, gói hàng. package package Đóng gói, gói hàng. between between Ở giữa. between between Ở giữa. Phần 3, ôn từ bài mới. Nghe tiếng Anh, bật nhanh tiếng Việt. master master Thành thạo, làm chủ. skill skill Kỹ năng. method method Phương pháp Nearly, nearly. Gần như. Lightly, lightly. Một cách nhẹ nhàng. Previously, previously. Trước đây. Celebrity, celebrity. Người nổi tiếng. Resident, resident. Cư dân. Seek, seek. Tìm kiếm. Presence, presence. Sự có mặt. Presenter, presenter. Người trình bày. Presentable. Presentable. Chỉnh tề, có thể trình bày. Committee, committee. Ủy ban. Enthusiastically, enthusiastically. Một cách nhiệt tình. Community, community. Cộng đồng. Participation, participation. Sự tham gia. Cause, cause. Gây ra, nguyên nhân. Affect, affect. Ảnh hưởng, tác động. practice practice thực hành shareholder shareholder cổ đông precise precise chính xác tỉ mỉ preciseness preciseness tính chính xác precision precision sự chính xác precisely precisely một cách chính xác đúng very very biến đổi upon upon trên ở trên destination destination nơi đến package package đóng gói gói hàng between between ở giữa tiếp theo nghe tiếng việt bật nhanh tiếng anh thành thạo làm chủ master master kỹ năng Skill, skill, phương pháp Method, method, gần như Nearly, nearly, một cách nhẹ nhàng Lightly, lightly, trước đây Previously, Previously, người nổi tiếng Celebrity, celebrity, cư dân Resident, resident, tìm kiếm seek, seek sự có mặt presence, presence người trình bày presenter, presenter trình tể có thể trình bày presentable, presentable ủy ban committee, committee một cách nhiệt tình enthusiastically, enthusiastically cộng đồng Community, community sự tham gia participation, participation gây ra nguyên nhân cause, cause ảnh hưởng, tác động affect, affect thực hành practice, practice cổ đông shareholder, shareholder chính xác tỉ mỉ Precise, precise, tính chính xác. Preciseness, preciseness, sự chính xác. Precision, precision, một cách chính xác đúng. Precisely, precisely, biến đổi. Very, very, trên ở trên. Upon, upon, nơi đến destination destination đóng gói, gói hàng package package ở giữa between between phần 4, kiểm tra từ bài mới, nghe tiếng anh, bật nhanh tiếng việt very very affect affect master master Cause, cause. Seek, seek. Practice, practice. Package, package. Precision, precision. Committee, committee. Skill, skill. Resident, resident. Community, community. Presence, presence. Celebrity, celebrity. Method, method. Shareholder, shareholder. Destination, destination. Presenter, presenter. Preciseness, preciseness. Participation, participation. Precise, precise. Presentable, presentable. Nearly, nearly. Previously, previously. Lightly, lightly. Between, between. Upon, upon. precisely precisely enthusiastically enthusiastically tiếp theo nghe tiếng việt bật nhanh tiếng anh tìm kiếm biến đổi thực hành đóng gói gói hàng gây ra nguyên nhân ảnh hưởng tác động thành thạo làm chủ sự có mặt kỹ năng cổ đông cộng đồng cư dân phương pháp ủy ban sự chính xác người trình bày người nổi tiếng nơi đến tính chính xác sự tham gia trước đây chính xác tỉ mỉ ở giữa trên ở trên gần như chỉnh tề có thể trình bày một cách nhẹ nhàng một cách chính xác đúng một cách nhiệt tình Phần reading mình sẽ tiếp tục tập trung vào phần học từ. Các câu hỏi trong phần reading chúng ta hoàn toàn có thể làm được một cách nhanh chóng khi biết nghĩa của tất cả các từ trong câu mà không cần bất cứ mẹo làm bài nào cả. Mình cũng đề nghị các bạn khi học từ, nhớ đọc thành tiếng để có thể phát âm chuẩn hơn. Hy vọng có thể giúp các bạn học được rất rất nhiều từ vựng. Chúc các bạn nhanh chóng học tốt tiếng Anh. See you soon.